các bạn đã trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục đến chùa Hương Chớp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để chia sẻ về hình ảnh ngày hôm nay như thế nào mà quý vị chú anh chị cùng theo dõi. Thì ngày mới anh cũng xin chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe tràn đầy và có niềm vui trong cuộc sống, giúp gia đồng hành cùng thanh để mình đi dạo một vòng ở nơi đây ngày hôm nay. Bây giờ này là khoảng 1 giờ trưa ngày hôm nay là ngày 2 tháng 3 2023. Anh đang có mặt tại đây để gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem hôm nay để chùa Hương Chớp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng để chia sẻ về hình ảnh lễ bà con đồng bào Khmer ngày hôm nay. Thì hôm nay chuẩn bị giờ chuẩn bị 1 giờ bắt đầu đón khách từ từ nha cô chú anh chị. Bây giờ mình đi giờ một vòng ở khu vực này để mình tham quan cái chùa Hương Chớp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha. Nóng lực không? Mấy em gái em trai ở này rất là lực luôn các bạn ơi. Có đám miền Tây đứng đây với đất sắp đây luôn. Thank you.
Đây là cái khu này là khu cái sala để mà làm khánh thành này các chú nè. Thì lễ này để đây. Thì bà con đang cúng ở trong cái chùa này. Gần xa đã không ngại đường xa xa xôi và dành chút ít thời gian quý hiếm môi lòng trong sạch đem lại một số tiền để bị cúng dường cho buổi lễ dỗ cố hòa thượng danh ô quý vị bằng tăng. Chúng tôi xin kính trình đến các Như Lai trên trời thế giới cùng các Đông Phương Tây Phương Nam Phương Bắc Phương hoặc Phật Pháp cùng sống trong rừng sâu núi thẳm đầm lầy mây cao hồ ao đồng ruộng hoa sống tại nơi đâu bao hoa cánh thật nghiệp chung chẳng còn đau khổ trên con đường thế gian đất liền mai nợ trái ngang cầu xin tam bảo xin tỏ lòng đầy nước sông ra biển biển đầy của người bố thí trong đề nước dân cầu chúc cho mấy thế chủ hưởng được năm điều ngọc pháp cầu sống lâu trăm tuổi đời đời hai đẹp người đẹp đẽ cho người không quay ba vui thì đẹp với ai bốn sức mạnh của mai sẵn trong năm trí tuệ thì chẳng kém chi năm điều Phật pháp trả gì quý ơn hoặc cả ba tài sản một là tài sản trong lời cao sang hai là tài sản thiên đàng ba là tài sản đại quý mang nếu quý phật tử có chấp tay điều chi đi nữa sẽ được thành công và tỏ lòng nhân nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật thầy xa thù xa thù xa thù
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.